Rất vui được gặp lại cô chú anh chị trên kênh YouTube Bonsai Cần Thơ. Hôm nay kênh có về xã Tân Thới, huyện Phong Điền của thành phố Cần Thơ. Mời cô chú anh chị ghé chỗ vườn kiểng của anh Thắng ha. Thắng xã Tân Thới, huyện Phong Điền. Mời cô chú anh chị mình vô gặp anh Thắng ha. Rồi, chào anh Thắng, Thắng ơi. Xin chào anh. Xin chào tất cả bà con đang xem kênh. Thì lời nói đầu tiên thì xin chúc bà con một ngày mới thật nhiều sức khỏe. Thì hôm nay thấy có 5 phôi mai cùng một phôi trang muốn giao lưu cùng bà con, rất mong bà con ủng hộ. Rồi, địa chỉ mai của Thắng ở đây là xã Tân Thới, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại là 0907 776 369. Rất mong bà con ủng hộ ạ. Rồi, số này anh có xài Zalo ha. Dạ, Zalo thì dạ. Có luôn anh. Có gì cô chú cần xem chi tiết anh chụp hình gửi ha. Dạ dạ. Rồi. Rồi đây là cái mai vàng số 1 các bà con. Rồi, mã số 1 cốt. Ha. Dạ. Chi cành nhiều ha. Dạ. Dạ. Cây thì rất là già các bà con. Đế thì ok. Đế thì khỏi chơi. Đế đều luôn. Dạ, đế đều bốn mặt. Cây này củ nở nha bà con. Rồi anh gì cho thông số ha. Dạ. Bốn mươi chín nha bà con. 49 tại vị trí đó ha. Dạ. Sát ghế. Chiều cao là 1,5 m bà con ơi. Cao 1,5 m. Rồi anh cân cái đo để anh cân cái đo. Cây có đặc điểm gì đó anh giới thiệu. Cây này thì nói chung là nó cũng lắc nhẹ nha bà con. Rồi. Tay cành đầy đủ mau chơi. Thiệt lắc ha. Dạ. Cái chậu này là lọt lòng 85 nha bà con. Rồi, lọt lòng 85. Dạ. Vậy là đường kính của bộ rễ chắc 80 ha. Dạ. Đế là cây mai này có rễ lót hết trơn nha bà con. Đây là mai vàng ha anh. Mai vàng. Dạ. Bông thì 5 đến 9 cánh. Chủ nhà báo đây là còn bông chùm nha bà con. Đây còn chùm bông đang lên. Dạ. Rồi. Mai vàng miền Tây ha. Dạ. 59 cánh. Cây này thì đang thần chậu mà của chủ nhà luôn nha bà con. Cây này là khi mà nếu mà bà con nào có ưng ý thì mình ship là bỏ chậu lại nha bà con. Rồi. Tại vì rất là nặng. Bỏ bầu lại anh ship đi ha. Dạ. Rồi cái mai vàng này số 1 đầu tiên này giao lưu bà con mình giá 9 triệu bà con ơi. Rồi 9 triệu đồng. Dạ. Phí ship là anh bao luôn ha. Dạ phí ship thì bao bà con mình toàn quốc. Rồi. Rồi vậy mình đổi cây ha. Dạ. Rồi xin phép của chú đổi cây ha. Rồi tiếp theo là mã số 2 của chú anh chị. Tiếp theo là mã số 2 cũng là một cây mai vàng luôn nha bà con. Rồi khoan khoan anh để quay nhẹ vòng nha. Dạ. Rồi dán vòng ngoài chút. Rồi. Cây này có dáng như thú, hình thú luôn nha bà con. Dáng thú ha. Đế lực luôn. Đế lực. Rồi, rễ đây. Cổng rễ đây là tới 23 hoành lắm nghe bà con. Rồi 23 chỗ rễ đó. Dạ. Còn rễ đây chắc cỡ hai mấy 30 à. Quá xá bộ rễ rồi. 27. 27. Rồi vậy anh đo chỗ cổ đi. Dạ. Cây mai này già nó đang lên nha bà con. Đang lên xù luôn nha. Rồi. 50 hoành bà con ơi. Hoành 50. Sát luôn. Xù hay muốn lên xù. Dạ. Cây này về chơi là nó mau lên xù nha bà con. Dữ lắm già. Chiều cao là 68. Cao 68. Đường kính bầu là 60. Mặt bầu 60. Dạ. Anh đo dùm cái chót gọn đi anh. ba mươi giót ngọn. Dạ. Rồi cái mã số 2 anh giao lưu giá bà chào giá nhiều
Rồi cái mai vàng số 2 này giao lưu bà con mình giá 7 triệu nha bà con. Rồi 7 triệu đồng. Dạ. Mã số 2, thôi mai vàng đế khủng. 7 triệu. Đế lực lắm. Rồi đổi cây ha. Dạ. Rồi tiếp theo là mã số 3. Mã số 3 này cũng là một cây mai vàng nha bà con. Thôi mai vàng luôn. Cái cây này thì chủ nhà người ta mới trồng trên trên chậu rồi em lại em giao lưu với bà con luôn nha bà con. Là mới anh mới dạ bứng về ha. Cái này nói chung người ta trồng trên chậu, trồng sư dừa chứ mới đắt trộn hả. Rồi em lại em nghĩ em mua về luôn để giao lưu bà con. Dán cái cây này có đặc điểm là nó nu hết trơn nha bà con. Nói chung là cái cây này dữ lắm, già cây, mấy cái chi nó là nu cục cục trơn đó. Cái thân đế rất là quái, nó dặn nha bà con. Dặn dặn dẹo ha. Dạ. Dữ quái. Dạ. Xác cổ nó là 31 nha bà con. Rồi, 31. Chiều cao tới một bầu là 59. Cao 59. Dạ. Đường kính bầu là 44. Bầu 44. Dạ. Đế quái của chú ơi. Đế quái rất là đẹp bà con ơi. À, xin nói trước với bà con mình, cái cây này thì do người ta mới trồng, thành ra cái bầu thì nói chung người ta cũng đã gã ra để mà người ta trồng nghe bà con. Nhưng mà em sẽ bao ship cho bà con mình bao sống luôn. Bao sống ha. Dạ. Ví dụ như cái trong quá trình cái cây mình nó có trục trặc kỹ thuật gì thì bà con nhớ cho em hay cái nha. Cho hay đăng mình coi coi hình cái cây có như thế nào, rồi có gì thì em sẽ sắp xếp được. Nhưng cũng rất là, nói chung cây cối thì nó không, lúc nào nó cũng phải có những cái sai sót. Nhưng mà sai sót ví dụ như bà con mình cho hay sớm thì mình chỉnh sửa nó dễ hơn. Rồi nếu mà cô chú có lấy thì có tư vấn về cái thật thì anh Thắng sẽ, cô chú anh chị cứ alo cho anh Thắng ha. Dạ. Ví dụ như còn cái cây mà trục chặt về sức sống đó, thì có thể em đổi cây hoặc là mình gửi tiền gửi cho bà con chứ không có gì chứ, mình bao sống mà. Rồi. Nhưng mà mình cho hay sớm sớm nha. Rồi cái mai vàng số 3 này giao lưu bà con mình giá 3 triệu 2 nha bà con. Rồi 3 triệu 200 ngàn đồng. Dạ 3 triệu 200 ngàn. Để em đo 3. Cái cũ cho bà con coi cái nha. Cái cũ này là cũ đặc của nó nha bà con. 63. 63. Dạ. Cũ này là đặc cự luôn, đó là không có mà đo như cái kiểu mà dễ không nha. Rồi. Rồi về đổi cây ha. Dạ. Rồi tiếp theo là mã số 4. Mã số 4 cũng là một cây mai vàng nha bà con. Thôi lắc lượng luôn. Chịp thôi lắc lượng mà nó đang u cục cục nhiều lắm nha bà con. Còn ở dưới gốc thì đang lên xù mạnh. Đây. Nó dặn hết trơn cái đường này là lên xù hết trơn luôn nha bà con. Đóng cái cục rất là quái, rất là đẹp. Còn mặt dưới này là xù hầu như là 50% thôi. Nó như một con thú vậy nha bà con. Đế bên đây là có đầy đủ hết nha. Hồi xưa thì chỗ này có cái rễ cây nó lòn qua đây nha bà con. Đây nó lên một búa bự lắm. Một ngón tay. Đây lên bú hết trơn luôn nha bà con. Nu hết trơn luôn. Thân dặn dẹo. Dạ. Một cốt lắc. Rồi anh cho thông số anh ha. Dạ. Tại vị trí này là 42 nha bà con. Vành 42. Em đo xuống dưới keo dưới này không dám đo ngay một bú nha. Rồi, ngay cả em nhỏ nhất luôn. Dạ. Chiều cao của cây này là nó 1m8. Rồi. Hết thước với thêm 3 tấc nữa ha. Dạ. 8. Đường kính bầu là 60. Mặt bầu 60. Dạ. Rồi cái mai vàng số 4 này giao lưu bà con mình giá 7 triệu rưỡi nha bà con.
Rồi 7.500.000 đồng. Dạ. Mã số 4 thôi mai vàng. Cái cây này về nuôi là như ý luôn bà con ơi. Không cao ha. Đang lên xù mạnh. Một cốt gió ngọn luôn. Rồi mình đỡ cây đây. Rồi tiếp theo là mã số 5. Mã số 5 là một cái cây bông trang đỏ nhung nha bà con. Trang đỏ. Đỏ nhung. Đỏ nhung. Cái thân rất là già. Cái dáng rất là đẹp nha bà con. Con cành phóng ha. Dạ. Cái này chơi kiểu bonsai được nè. Dạ, nó là bonsai là như ý đó. Nó có một cái một bú cũng bự lắm nha bà con. U hết trơn à. Rồi anh cho thông số lên thắng. Có cây để chơi kỳ tử cũng được. Dạ. Đo hoành tổng trước cho bà con xem là 34 nha bà con. 34. Một thân ha, thân bao nhiêu? 20. 20. Thân kia đây, thân tử đi. 17 bà con ơi. Rồi 17. Đo từ cái đỉnh này trở ngược lại là nó 83 nha bà con. Chiều dài tới ngọn ha, 83. Dạ. Đường kính bầu là 45. Bầu 45. Rồi. Trang đỏ lá ở trang trang nhung lá chung này giao lưu bà con mình giá 3 triệu nha bà con. Rồi 3 triệu đồng. Dạ. Bầu trang ha. Dạ. Rồi mình đỡ phôi nè. Rồi tiếp theo là mã số 6. Phôi mai vàng. Mã số 6 là cũng là một cây mai vàng nha bà con. Bộ đế quá chừng. Bộ đế quá khủng bà con ơi. Rồi. Thân nó là nó đang lên u cục cục hết trơn nha bà con. Đang lên xù mấy cái kẹt này giữ lắm mạnh nè. Nhưng mà cái cây này thì em không có báo xù. Nhưng mình chỉ cho rõ là cái cây mình nó già, nó đang lên nu xù nhiều. Đang lên ha. Dạ đang lên. Nó lên hết trơn. U cục cục nhóc trơn trên này nha bà con. Cái xe nhẹ nè, xe nhẹ. Bà con mình đăng ý alo cho em số điện thoại là 0907 776 369 nha bà con. Em tên Thắng. Điện thoại của anh Thắng là có trên tiêu đề của video đó của chú anh chị ơi. Cái cây này bộ rễ nó rất là khủng mà thân cây thì nó nu. Nó chảy xù hết trơn ha. Dạ, nhám nhú hết trơn nè. Ngôi sao đang lên. Để quá xá luôn. Rồi anh cho thông số lên hết. Tại vị trí này là 57 của anh nha bà con. 57. Để em đo cái củ cho bà con coi. Củ đế. Yeah. 75 đó bà con. Rồi 75. Rồi kiếm thùng rễ nào đo thử anh. Dạ. Đó đây ha, được không? Được. Không dễ vừa vừa đó. Không dễ tầm trung. 18 gữ. 18.5. Đường kính bầu là 88 nha bà con. 88 đường kính bầu. Chiều cao là 1m4. Cao 1m4. Cái cây này nếu mà mình chơi chia cành này thì để cũng vẫn được. Còn không thôi mình cắt bỏ mình chơi bắt đầu tược mới nha bà con. Lấy lại thì cái cây này nó hơi lắc nhẹ. Đó, thân cây lắc nhẹ mà lắc đẹp nha bà con. Rồi vậy mình báo giá cho cô chú anh chị nha. Rồi cái cây mai vàng số 6 này cũng là cái cây cuối clip thì giao lưu bà con mình giá 19 triệu nha bà con. Rồi 19 triệu đồng. Dạ. Bao ship cho bà con mình 300 km. Cây này riêng cây này là bao ship 300 km. Dạ cái cây này thì nó tầm có khoảng 170-180 kg đó. Rồi.
cái tiền phí nó cũng hơi cao. Rất mong bà con mình ủng hộ ạ. Bà con có ý thì nhớ điện thoại cho con là 0907776369 nha bà con. Thấy con bồ đế đẹp nè. Dạ. Chú chị thích. Bồ đế là khỏi chê nha bà con. Alo với anh Thắng đi. Thân cây thì nâu nâu xù. Gốc nó đang lên. Thân thì lắc nhẹ. Tay cạnh thì có sẵn. Còn nếu bà con thấy không cân đối cái chi thì mình có thể làm gió gọn lại lấy chi mới. Cây lắc nhẹ mau chơi lắm bà con ơi. Rồi, bao phí vận chuyển 300 km thôi chú anh chị ơi. Dạ. Cái đối với gốc này. Rồi vậy anh chào cô chú anh chị đó. Rồi thì cuối clip thì cũng rất mong bà con ủng hộ. Xin mến chào bà con mình ạ. Rồi, cảm ơn anh Thắng. Dạ. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi đến cuối video. Cô chú anh chị có nhu cầu phô mai đẹp thì liên hệ với anh Thắng thôi chú anh chị. Dạ, chào tạm biệt.